nhà đất Hồng Sơn. Mến chào quý khách. Rất vui được gặp lại quý anh chị khách hàng trên kênh YouTube nhà đất Hồng Sơn, chuyên bán nhà thành phố Thuận An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương cũng như khu vực thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi chiều hôm nay mình sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà một trệt hai lầu đúc 3 tấm mới vừa hoàn thiện xong. Nhà này có hướng chính đông, có diện tích là chiều ngang 4m, chiều dài là 15m, tổng diện tích là 60m² quý vị nhé. Nhà này có hướng đông, có con đường phía trước rộng 7m thông, vỉa hè mỗi bên là 3m. Ở đây khu vực được cho xây dựng đồng bộ một trệt hai lầu hết quý vị nhé. Tuy nhiên mặt tiền cho xây tự do và khu vực này đang được phát triển rất là mạnh, mạnh nhất của phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vị trí căn nhà này nằm gần với ngã tư Miếu Ông Cù, gần với vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú, gần với chợ Đông Đô, chợ Phú Phong. Căn nhà này quý vị có thể mua về vừa ở, vừa làm văn phòng đại diện, văn phòng công ty, kinh doanh, buôn bán, nội khu được quý vị nhé. Nhà rất là đẹp với thiết kế một trệt hai lầu, đúc 3 tấm. Công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp. Nhà này có 3 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh, cộng với phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng lên trên cùng quý vị nhé. Mặt tiền là mái thái hình chữ A, ban công vuông, rất là đẹp. Mặt tiền ở dưới thì được chủ nhà ốp đá hoa cương hết ở mặt tiền và chủ nhà có đi dây chờ camera sẵn ở ngoài đây quý vị nhé. Cửa chính thì được chủ nhà làm hai lớp cửa, ở ngoài mình sẽ có một lớp cửa quân đức, phía trong có thêm một lớp cửa nhôm sinh pha kết hợp với kiến cường lực. Chủ nhà có làm đường để mình chạy xe hơi vào trong nhà được luôn quý vị nhé. Chủ nhà để phòng khách dài thì mình có thể chạy xe hơi vào trong phòng khách được luôn. Và sàn thì được chủ nhà lót gạch bóng kiếng, giả đá loại 1 khổ 80-80, vân đá rất là đẹp. Vách hai bên thì được chủ nhà ốp gạch cao tầm khoảng hơn 1m. Và chủ nhà có đi những phào chỉ làm khung tranh ở hai bên vách tường. Phía trên mình có trần chỉ thạch cao, cộng với hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng kết hợp với quạt trần ở giữa phòng khách nhà mình. Vách bên phải thì được chủ nhà ốp alu vân đá rất là đẹp quý vị nhá. Đây có một bức tranh cá chép cộng với hoa đào rất là đẹp. Khu vực phòng khách rất là dài quý vị ạ. Phòng khách dài thoải mái luôn nha. Với căn nhà hướng chính đông và giá thì đang được chủ nhà gửi bên nhà đất Hồng Sơn chào bán với mức giá là 3.700.000.000 đồng cho một căn nhà một trệt hai lầu như thế này. Mình cùng di chuyển vào trong, đi qua khu vực cầu thang. Ở đây thì mình sẽ có một tủ rượu ở đây quý vị nhé. Nhà mình sẽ có tủ rượu lớn ở khu vực này, rất là đẹp. Di chuyển trong đây là khu vực phòng bếp này. Ở đây thì mình có khu vực phòng bếp rộng rãi, có thể kê bàn ăn 6 ghế hoặc là 8 ghế được. Khu vực dưới đây thì mình có thể kê tủ lạnh 4 cánh ở đây được quý vị nhé. Bếp thì được chủ nhà làm hai dàn tủ trên và dưới bằng chất liệu gỗ sồi. Vách thì được chủ nhà ốp kính cường lực sơn màu xanh. Phía bên trái này mình sẽ có một tủ rượu quý vị nhé. Và phía trên là hệ thống trần chỉ thạch cao, cộng với hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng cũng như là quạt trần được chủ nhà bố trí sẵn ở khu vực phòng bếp nhà mình. Di chuyển về phía cuối căn nhà là khu vực lối thoát hiểm rộng tầm 1m và phòng vệ sinh. Nhà này thì có 4 phòng vệ sinh quý vị nhé. Mỗi lầu, lầu trên và lầu dưới thì mỗi lầu có một phòng vệ sinh, còn lầu ở giữa thì sẽ có 2 phòng vệ sinh khép kín ở trong 2 phòng ngủ. Và phía sau là khu vực lối thoát hiểm rộng 1m này, chủ nhà đã ốp gạch bao và hàn khung sắt đầy đủ hết rồi quý vị nhé. Mình cùng nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa rồi mình sẽ cùng di chuyển lên lầu trên để tham quan chi tiết các phòng ngủ, phòng giặt ở trên. Quý vị nhớ xem hết video và đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem. Cầu thang cũng như trụ thì được chủ nhà làm chất liệu gỗ gõ đỏ quý vị nhé, kết hợp với tay vịn và kính cường lực bằng vách cũng như là đá hoa cương, được chủ nhà phối hai màu đen trắng rất là nổi bật.
Mình lên tới lầu trên, lầu này sẽ có hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Đây là phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ đầu tiên của căn nhà mình quý vị nhé. Phòng ngủ khá là rộng này. Phòng ngủ này có cửa sổ phía sau luôn. Và tất cả phòng ngủ đã được chủ nhà đi đường chờ máy lạnh cũng như là cắp nét hết. Phía trên đây là trần chỉ cao quý vị này. Phòng ngủ khá là rộng quý vị nhé. Bây giờ mình sang tới phòng ngủ master. Phòng ngủ master này thì rộng hơn một xíu quý vị nhé. Và nội thất của phòng vệ sinh cũng là rộng hơn này. Chủ nhà chừa rộng hơn quý vị nhé. Vách thì được chủ nhà ốp lên tới nóc luôn. Nội thất gồm có bồn cầu, chậu rửa, vòi tắm đứng, massage xuyên thuyền cộng với bồn tắm nằm đầy đủ hết quý vị nhé. Phòng ngủ này, phòng này thì sẽ có ban công phía trước. Đây là ban công phía trước này. Mình cùng di chuyển tiếp lên lầu trên. Quý vị nhớ xem hết video và đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được cái thông báo của những video mới nhất mà Hùng Sơn đưa lên hàng ngày cho quý vị xem. Khu vực nhà đất Bình Dương bên nhà đất Hồng Sơn có rất là nhiều sản phẩm cho quý vị xem tham khảo nhé. Lên tới lầu trên, phía sau đây là khu vực sân phơi quý vị này, và đây là phòng vệ sinh thứ tư của căn nhà. Ở đây mình sẽ có phòng vệ sinh thứ tư, tất cả được chủ nhà ốp gạch lên tới nóc luôn quý vị nhé. Ốp sạch sẽ, nội thất cũng có bồn cầu, chậu rửa, vòi tắm đứng, massage, sân thiền, gương soi, được chủ nhà bố trí đầy đủ hết ở khu vực. Và đây là khu vực phòng giặt. Phòng giặt ở đây quý vị nhé. Ở đây thì có đường chờ máy lạnh, ống nóng ở đây. Ở đây thì mình sẽ có thang lên sân thượng trên cùng. Trên đây thì chủ nhà đúc bê tông cốt thép luôn quý vị nhé. Và dưới đây là khu vực chỗ để kê máy giặt này. Mình cùng sang tới khu vực phòng ngủ thứ ba. Khu vực giếng trời thì chủ nhà có làm giếng trời ở đây để lấy sáng và lấy gió tự nhiên cho căn nhà mình. Và đây là phòng ngủ thứ ba của căn nhà. Nhà này gồm 3 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh. Tất cả phòng ngủ đã được chủ nhà đi đường chờ máy lạnh cũng như là cắp nét đầy đủ hết quý vị nhé. Mình sang tới khu vực phòng thờ. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn, chuyên bán nhà phố đẹp của thành phố Dĩ An cũng như thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và khu vực lân cận với thành phố Thủ Đức, làng Đại học Thủ Đức. Đây là phòng thờ này. Giá căn nhà này là 3 tỷ 700 triệu đồng với diện tích ngang 4 sâu 15 hướng đông quý vị nha. Tòa lạc tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Quý vị có nhu cầu đi xem, hiện nhà đất Hồng Sơn ở vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú. Mình sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.